Rồi, hello mọi người nha. Em chưa mấy hàng xe máy anh phép đây. Nay lên cho mọi người con Super đời 2000. Con này thì có dọn nhân xương nha. Giá nó cũng dễ xài. Đây, giá đây. Giá 14 năm nha. 14 năm này chưa bao gồm chi phí hồ sơ giấy tờ được nha. Xe rẻ này mọi người cứ để về xài đi. Hồ sơ bây giờ ngay đợt này rút nó cũng rất là chậm. Đó, em bán giá 14 năm là giao giấy tờ ra lại cửa hàng cho mọi người xài đầy đủ ha, hợp lại bao an ninh trộm cắp đồ tất cả. Rồi, xe này thì có dọn xương xương dọn ngoài chân cẳng rồi ha. Đó, sơn bạc đâu có sơn nè, dành bắt dành căm mới nè, xài dành nhôm nha, dành GCB đây. Đó, dành GCB, dành nhôm, dành cặp dành này trước sau cũng mắc tiền quá, không rẻ đâu ha. Nó xe được cái sườn zin còn nè, sườn zin còn chưa có bắn dặm nha. Phục sau thì xài cặp phục kiểu, nó nhìn cũng đẹp quá ha. Này được cái sườn zin không có xét mục, chưa có một lường mộng gì đâu ha. Máy thì có làm rồi, máy này làm nguyên cục máy ha. Cải đi người ta làm ngon lành, mình khỏi làm, về chỉ việc xài thôi. Bình xăng con này zin theo xe luôn nè nha, xăng con là còn zin hết. Đó, sườn bọng là sơn bọng rồi nguyên zin, số khung số máy rồi còn có gạch ha. Sườn mà từ năm 2000 tới giờ còn vậy là rất là đẹp á. Đó, bô thì bô bô hãng ha, bô oxy hãng, bô xịn. Đó, dành căm trước sau là chơi dành nhôm, nhôm GCB. Mấy cái mũ này là ghim theo xe luôn nè, mũ đâu còn ghim luôn, bởi vì cái màu nó, cái màu nó tái tái nữa chưa, mũ chá đèn rồi kia. Đó, có gỗ bọng này kia cho mình luôn ha, về chở đồ kia cũng ok. Sơn bạc đồ có sơn lại nhìn cũng rất là đẹp, liền đẹp. Đó, máy móc đồ sạch sẽ khô ráo ha. Để quay bên trong. Test cái máy cho mọi người nghe tiếng máy ha. Mình quay bên trong yên cho mọi người coi mà nó bị kẹt rồi. Kẹt cái khóa rồi, chắc đậu ghế nó bị khô, khô bi. Hết khô bi, hết bình luôn. Ủa, máy ngon quá nè. Máy nổ quá chắc luôn. Quay nồi bọng không giọng không hú ha, nó không có kêu cam cò vũ đuôi gì nữa. Quá chắc. Rồi, giá 14.500.000, anh em nào kết thì alo nha, số điện thoại em 0961 374 375. Cần hình ảnh chi tiết cụ thể gì nữa thì có gì inbox Zalo với em nha, em sẽ gửi cho coi thêm. Rồi, bye bye cả nhà.